Mọi người ơi, mọi người ơi, Jenny Family đã đến. Đây gọi là gì? Hồ Nhật Nguyệt. Rồi, giới thiệu đi luôn đi. Mình đến từ đâu? Mình đến từ Việt Nam, đến Đài Loan. Đến Đài Loan luôn hả? Mình từ Việt Nam đến Đài Loan. Đây là Hồ Nhật Nguyệt và ở đây là mình đang đứng ở khung cảnh ở miếu Văn Võ. Đây, đây là cái chỗ ở trên cao nhìn xuống. Đó, đây là miếu Văn Võ hồi xưa đã đi rồi, giờ dắt gia đình đi. Đó, có hai đứa nhỏ nó đang ngồi. Hai đứa nhỏ thật là sung sướng. Đây. Đây. À. Ôi cái hồ thật là đẹp. Mi ơi. Quá đẹp. Vô kéo đồng. Thật là mát. Mát quá. Nước hồ trong xanh. Xin chào. Bạn đến từ đâu? Bạn đến từ đâu vậy? Xin chào. Bạn đến từ đâu? Bạn đến từ đâu? Bạn đến từ Việt Nam. Bạn tên gì? Bạn Vũ Yên Hân. Bạn tên tiếng Trung Quốc, tiếng Hoa là gì? Phan gì? Thiên Thu. Phan gì Thiên Thủy hả? Phan gì Thiên Thu. Hôm nay mình đến đây để chơi. Chơi thì sao đâu, giới thiệu coi. Giới thiệu vậy. Giới thiệu coi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Vũ Yên Lơ. Tiếng Trung Quốc với tiếng Hoa. Phan gì Thiên Thư. Là Phan gì Thiên Thư. Rồi, hôm nay mình đến đây làm gì? Để đi du lịch. Du lịch rồi sao nữa? Ai dắt mình đi? Ba mình. Ba mình tên, ba mình tên gì? Jenny Pham. Ừ. Rồi thôi mình chụp hình nha, rồi ta vô ào vô ta chụp. Đó, ba